thị trường vàng thì uh, chạy khá là sát theo như cái kịch bản mà chúng ta mong chờ nó lại có một cái sự phục hồi ở cái phiên trading ngày thứ sáu sau khi để lại một loạt các cái cụm nến pin ba mặc dù nó cũng nhỏ thôi đúng không ạ từ cái vùng một và nhiều khả năng vàng có thể sẽ tiếp tục duy trì được cái đà tăng trưởng có thể sẽ không quá mạnh nhưng mình kỳ vọng vàng sẽ quay trở lại cái vùng đỉnh cũ 1820 đô la một ounce trước khi mà kết thúc cái năm giao dịch à, 2022 này lý do là nhìn vào lợi tức trái phiếu ngày lúc này đấy thì mọi người có thể nhận thấy rằng là gì ạ lợi tức vẫn đang trong một cái xu hướng chung là giảm mà thôi đúng không ạ chúng ta nhận thấy lợi tức chung vẫn đang trong một xu hướng giảm chưa có cái dấu hiệu đảo chiều nào cho thấy rằng là lợi tức sẽ quay trở lại cái xu hướng tăng và hai nữa với cái tâm lý của thị trường à, đang dần trở nên khá là tiêu cực tiêu, tiêu cực theo như cái dữ liệu kết thúc vào cái thứ sáu tuần trước thì cái kịch bản để vàng có thể sẽ tiếp tục duy trì cái đà tăng trưởng là hoàn toàn có thể tuy nhiên đa tăng trưởng có thể sẽ không quá mạnh khi mà đồng đô la mỹ cũng đang đứng trước cái kịch bản có thể sẽ phục hồi trở lại nha với thị trường vàng lúc này á, thì một cái kịch bản mà quay trở lại vùng 1823 đô la một sao là hoàn toàn có thể nhưng sẽ uh, nhiều cái khả năng xảy ra hơn tức là sẽ có cái xác suất thắng cao hơn trong cái tình huống chúng ta mua lên đó là vàng quay trở lại test lại cái vùng 1700 uh, 70 đô la 1780 đô la một sao chúng là quay trở lại test lại cái đáy cũ nó một lần nữa tại vì chúng ta biết rằng cái tín hiệu hình thành trong cái viên ngày thứ sáu cái cụm nến pin 3 ở đây nó khá là nhỏ mình kỳ vọng những cái phần dâu nến nó dài hơn tức là nó có thể sẽ quét xuống cái vùng đáy cũ nó một lần nữa để lại những cái cụm nến pin 3 rõ nét hơn thì lúc đó chúng ta tham gia vào cái vị thế mua nó sẽ chắc chắn hơn nha cái xác suất thắng nó sẽ cao hơn nha